Nhưng anh chị nào muốn phát triển được cái hệ thống này phải tập trung 100%. Các chị sẽ nhìn thấy như này. Nếu ngày hôm nay Thịnh mở một cái quán cà phê này với cá nhân Thịnh, Thịnh bỏ tiền, Thịnh mời anh Dường, giám đốc Dường Quyền ra và tất cả mọi người về là bình thường thôi. Thế nhưng cái quán Thịnh mở ra, cái việc mà Thịnh mang khách tới là do một mình Thịnh, đúng hay sai à? Đúng không? Đấy, vậy thì cái việc mà có nhiều khách hay ít khách là do Thịnh thôi. Các anh chị đâu có nhiệm vụ, đâu có nhiệm vụ. Thế nhưng cái định hướng của Thịnh á, cái gì? Định hướng là gì? Đặt quyền lợi của các thành viên tham gia lên hàng đầu và biến tất cả những người nào tham gia với DL Factory trở thành ông chủ của DL Factory, chứ không phải Thịnh là ông chủ. Cho vậy như ngày hôm nay là chị là chủ, chị là chủ, chị là chủ, cô là chủ, đúng không ạ? Và tất cả mọi người đây là chủ, 80 người này là chủ. Hãy tưởng tượng đi ạ. Các chị đều là chủ và là quán của các anh chị. Do vậy các anh chị có kéo khách tới quán các anh chị không? Có. Có không? Có. Có đúng không? Đấy. Như vậy thì 80 người, vậy là trung bình. Nếu quán các anh chị có đi uống quán cà phê khác không? Không. Không bao giờ đâu rảnh đúng không? Không có rảnh. Đúng không ạ? Chúng ta quán của mình mà đi uống người ta. Thế thì tới uống quán của mình, 80 người đây thôi, có uống một mình không? Không. Có uống mình không chú? Không. Không. Ít nhất chú cũng mời chị Hà đi uống đúng không ạ? Đấy là có 2 người. 80 người nhân 2 là bao nhiêu các chị? 160 người. Nhưng mà hồi nãy tổng nhóm chúng ta nói rằng là tổng thành viên của chúng ta đấy là tới 6.529 người. Riêng Đà Lạt Thịnh tính sơ sơ thôi, nó trên 300 người đó các chị. Ít nhất sơ sơ là trên 300 người. Thôi đừng có 300 người ghê quá, tính 100 người thôi. Chúng mình một ngày 100 người, họ chỉ uống với một người tiếp theo thôi, là ngày này một ngày là quán có bao nhiêu anh? 200. May quá, Thịnh học được phép 1 cộng 1 bằng 2. Đúng không ạ? Phép toán 1 cộng 2, 1 cộng 2 là 200 người. Quan trọng là gì ạ? Chị đi uống một mình, chị giảm được 10%. Giảm thêm người thứ hai, người này được giảm 10%. Chị giảm thêm được 10%, nữa là 20%. Có lợi tại sao không uống? Đúng không ạ? Đó, đó là cái giá trị nằm ở đó. Thế nên đặt tất cả những cái quyền lợi, những điều tốt nhất cho những thành viên tham gia cùng DL Factory. Tuyệt vời không các chị? Yeah. Okay. Những người đi thẳng nói rằng là tuyệt vời và rất tuyệt vời đi ạ. Trời ơi, cười thì cứ cười đi, có việc gì phải ném lại đúng không chị? Rồi, đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu là cái mà nãy Thịnh chia sẻ. Và Thịnh sẽ làm một bài toán như thế này các chị. Hãy làm một bài toán thu nhập. Nổ cái việc uống cà phê thôi nha, là cũng đã công kiếp rồi các chị. Từ các chị phát triển ra 10 người đúng không ạ? Nếu các chị có 10 người thôi thì các chị được là giảm giá 10%. Thì thu nhập trung bình một tháng các chị có khoảng 900 ngàn. Uống cà phê xong còn dư một tháng 900 ngàn. Uống không cô? Uống không chị? Uống không hàng xóm ở phía dưới? Đó. Uống uống không hàng xóm bên tay trái? Đó, uống chứ. Đấy, thế thì cứ 10 người này họ thấy là ok, uống mà có được 900 ngàn, cái họ cũng uống. Mỗi người dẫn 10 người, chúng ta đang có 100 người, chúng ta có 1.000 người, chúng ta có 10.000 người, mà nhân cho 0.5 thôi, một tháng chúng ta 45 triệu. Không cần làm một lần, làm một năm, làm hai năm, làm hai năm sau, mỗi sau khi mà chúng ta đã có số lượng người đó, có một tháng 45 triệu rồi, có làm không chị? Làm chớ đúng không ạ? Ta chỉ xin cái chào mà bắt tay ra đúng không? Thế 10.000 người này họ buồn quá, họ kêu chết, trời ơi có nổi uống cà phê không thôi, uống một năm đến hai năm có 45 triệu. Thế ta cũng muốn như vậy, hoặc là dẫn phát chúng ta có khoảng cỡ gì ạ? 100 thành viên, 1 triệu thành viên, thu nhập cái gì vô cùng là khủng khiếp. Tất cả những cái đã, chúng tôi đã định hướng hết rồi, cái gì đã tính toán rồi, nhưng chưa dừng lại. Nó nằm chỗ này là cái gì? Trên slide tiếp theo đi em. Cái khủng khiếp nào đây, cho chạy hết luôn đi em, cho chạy hết. Cái vấn đề ngày hôm nay, Thịnh chỉ năn nỉ tất cả thành viên và tất cả những người tiêu dùng đến với hệ sinh thái DL Factory chỉ làm một lần và hưởng cả đời, không có cần làm nhiều. Chúng tôi có 5 hoặc có thể sau này chúng tôi có 10 hoặc là 100 hệ sinh thái. Nhưng chúng tôi không có yêu cầu các anh chị làm tới 100 hệ sinh thái đâu. Chỉ là một thứ duy nhất thôi, đó chính là dịch chuyển khách hàng đến quán cà phê DL Factory là xong. Đúng mà, nếu các anh chị có khoảng 10.000 thành viên và thu nhập các chị một tháng là 45 triệu, hãy nghĩ nè, tới khách sạn nè, khi có tiền rồi, như Bảo Văn nói sao ạ? Tổng đốc chúng ta nói là đi chơi đúng không ạ? Ở khách sạn, nhà hàng khách sạn nè, rồi chăm sóc sức khỏe nè, dịch vụ hàng tiêu dùng chất lượng cao đúng không ạ? Và được training các cái kiến thức làm sao chúng ta đầu tư đúng đắn, đó là vùng khép kín. Và cứ như vậy, nếu các chị qua từng một hệ sinh thái thì các chị sẽ nhân lên đúng không ạ? Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Như vậy 45 triệu nhân 5 là bao nhiêu các anh chị? Là 250 triệu đúng không ạ? Đó, mình tính chặn 50 đi. Đúng không ạ? Là 250 triệu.
nội chỉ cái việc tiêu dùng và dịch chuyển duy nhất đến quán cà phê thôi, tự động nó sẽ tạo ra một nguồn thu nhập cho các anh chị trên năm hệ sinh thái này mà không cần phải làm tiếp theo. Khủng khiếp không các anh chị? Đó là định hướng của chúng tôi, đúng không mà? Và chúng tôi cũng sẽ làm cho tất cả thành viên đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng, không có một cái áp lực gì cả, đúng không mà? Tại vì bao đời nay, đúng không mà? Như chú là chú bao nhiêu tuổi ạ? 67 tuổi, từ ly cà phê, từ tuyết kem răng, từ bao gạo, từ tất cả những cái nhu yếu phẩm, chú đã kiếm được tiền chưa ạ? Chi ra nhiều nhưng đâu có kiếm được tiền. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm cái động tác đó giúp cho các chị có tiền. Các chị hiểu được vấn đề này không ạ? Rồi, tiếp tục là chúng tôi sẽ chuyển quyền lực giúp tất cả các thành viên của thành ông chủ này là một lần hưởng cả đời, và đời con cháu sau này cũng được hưởng luôn các anh chị. Các anh chị biết đến Steven Jobs ngày hôm nay còn sống không các anh chị? Còn không ạ? À, không. Ai có cái điện thoại iPhone chưa? Cho Thành Vượng chút xíu ạ. Ai có điện thoại iPhone này? Đây đây này, đấy mình đây điện thoại. Đây điện thoại iPhone. Đấy, có cái quả táo bị cắn miếng. Này do con chuột, mà Thành là con chuột đó các anh chị. Đúng không ạ? Đấy, cắn miếng. Đấy, cái gì? Ông đã chết rồi. Nhưng mà bữa nay chúng ta đã có iPhone mấy à? iPhone mấy? 11. Nó có chuẩn bị có iPhone 12 không các chị? Có, đúng không ạ? Ông chết chưa các chị? Ông chết rồi mà cái gì đang làm giàu cho ông đó, đúng không ạ? Đừng để sau này khi chúng ta vẫn là người còn sống là chúng ta vẫn phải làm giàu cho những người giống như vậy các anh chị. Làm giàu cho những người chết, làm giàu cho con của những người chết, các chị có muốn ngược lại không ạ? Muốn ngược lại không ạ? Sau này khi hệ sinh thái của DL Victory ra đời đầy đủ hết rồi sao ạ? Sau này tất cả những người nào ạ, 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 100 năm sau, khi họ đến cái hệ sinh thái của chúng ta có mắc đi nữa, họ vẫn làm giàu cho chính chúng ta và con cái của chúng ta. Chiến lược của ông Steve Jobs khủng khiếp không các anh chị? Khủng khiếp, đúng không ạ? Chúng ta cũng học hỏi thêm chút xíu. Rồi, và cái cuối cùng ngày hôm nay Thịnh muốn chia sẻ cho các anh chị, đó là cái công thức X bằng Y. Nó là xương máu của Thịnh luôn. Và khi Thịnh đi kinh doanh cái gì cũng vậy thôi các anh chị. Thịnh rất đơn giản thôi. Thịnh không bao giờ Thịnh nhìn đến cái X này đâu các anh chị. Thịnh không bao giờ Thịnh nhìn đến cái X này, mà Thịnh luôn luôn nhìn cái Y này. Cho cháu hỏi là cô con lớn nhất của cô là ra trường chưa? Ra trường. Có phải là cái điều mong muốn lớn nhất của ba mẹ mình là có bây giờ khi có một đứa con nó ra trường, đúng không ạ? Nó sẽ có những cái thành quả. Do nên cái việc mà đầu tư từ lớp 1 cho đến lớp 12 hoặc là đại học không có quan trọng. Đầu tư bao nhiêu là không có quan trọng, đúng không cô? Quan trọng là khi nó ra trường nó có thành đạt hay không. Đúng hay sai cô? Ok, cái đó gọi là cái gì các chị? Y gọi là kết quả. Các chị bỏ bao nhiêu tiền, 100 triệu, 200 triệu, 1 tỷ hay 10 tỷ hay bao nhiêu không có quan trọng. Quan trọng là cái số tiền khi các chị đầu tư trong vòng phải 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, 10 tháng, đúng không ạ? 1 năm sau, 2 năm sau hoặc 10 năm sau hoặc cả đời sau khi chúng ta có cái gì. Đúng hay sai các chị? Đúng không? Có phải là các chị sẽ quan tâm đến cái kết quả này không ạ? Thế nhưng mà rất nhiều người không có thành công, đơn giản là gì? Họ ngay lập tức khi họ đến một cái dự án nào đó, họ không có quan tâm đến cái này đâu các chị, mà họ quan tâm đến cái ít này. Họ nói rằng là gì ạ? Tiền đâu đầu tư? Thế nhưng mà lại đòi là làm giàu, đòi lại đòi giàu có, làm sao cái chuyện đó các chị? Không đầu tư làm sao giàu có, đúng hay sai chị? Đúng không? Làm sao có cái chuyện đó? Như vậy nên chắc ma nói câu như là đích mà đáng thì đừng có hỏi cái giá phải trả. Chỉ cần biết nếu trong vòng 1 năm nữa khi chúng tôi hợp tác với DL Victory, chúng tôi có một nguồn thu nhập bền vững, đúng không ạ? Ổn định và bền vững, 30 đến 50 triệu thôi, đừng có nói cao các chị. Cao siêu ở đâu đi ra ngoài đường nó khác, đúng không ạ? Nhưng ở đây 30 đến 50 triệu thôi thì cái giá phải trả bao nhiêu tôi cũng sẽ sẵn sàng. Đồng ý không ạ? Đúng không? Đồng ý cái gì? Đồng ý chúng ta cho nhau một tràng pháo tay cái gì? Đúng không ạ? Và điều cuối cùng ngày hôm nay Thịnh muốn nói cho các chị là sao ạ? Các chị muốn làm cho người khác hay làm chính mình? Tại vì khi Thịnh mở công ty này ra, Thịnh định vậy là tất cả các chị là chủ công ty, chứ không phải các anh chị là người đến làm giàu cho Thịnh. Do vậy nên những ai mà hợp tác, chị Vi Khanh đến ngày hôm nay là thu nhập một tháng bao nhiêu rồi? 78 triệu. Chị Hằng là bao nhiêu rồi? Chị Hằng chạy đã mất rồi. Ok, đúng không ạ? Đó là một trong số những cái người mà hiện tại đã đi theo con đường của Thịnh đến bây giờ khoảng gần 6 tháng, và thu nhập của họ đã 78 triệu một tháng. Chị Hằng là 70 triệu một tháng, đúng không ạ? Hồ Ngọc là 60 triệu một tháng, và những cái người mà 5 triệu, 10 triệu, rất nhiều các anh chị. Cứ hãy gặp họ đi, nói họ mở tài khoản cho các chị xem. Ở đây chúng tôi làm thật, trả thật, đúng không ạ? Từng đồng, từng cái công sức các chị bỏ ra, tụi Thịnh vô cùng trân trọng. Tụi Thịnh đã xứng đáng cái công sức các chị bỏ ra. Đấy là cách làm việc của người nước ngoài, chứ không phải là Việt Nam làm như vậy của các chị.
Việt Nam là luôn luôn cái thằng đi vô sau bị thằng tên đè xuống, còn thằng không có cái chuyện đó đâu, cái chuyện không có cái chuyện đó, đúng không ạ? Kể cả luôn những cái chị nào làm công với DL History á, thì hãy nghe một câu như này: các chị đến với DL History, các chị sẽ không bao giờ có một nguồn thu nhập đâu, các chị sẽ luôn luôn có ít nhất khoảng 3-4 nguồn thu nhập luôn các anh chị nha, không chỉ có một nguồn đâu, có 3-4 nguồn thu nhập. Và thỉnh biến tất cả mọi người ở đây là đều là làm cho chính mình, không bao giờ làm cho cái người khác các anh chị. Và mô hình này một bạn trẻ ở tại Singapore sinh năm 1986, sau 8 tháng trở thành tỷ phú các anh chị, chỉ là mô hình này. Mô hình này có nghĩa là đặt quyền lợi của tất cả thành viên tham gia lên hàng đầu, đặt quyền lợi của tất cả những người tiêu dùng đến chúng ta tiêu dùng, các bạn lên hàng đầu. Ví dụ như bạn này là bạn Ngôn đúng không ạ? Đó, làm tóc rất đẹp ở Đà Lạt của chúng ta. Ngày hôm nay thành đi ai vậy bạn? Đó, các bạn làm tóc rất đẹp. Ví dụ như là gì? Giới thiệu tới một người là bắt đầu tóc 200.000, discount 10%. Có tới không ạ? Bạn làm đẹp rồi, là người ta chắc chắn biết là tay nghề bạn rất là sang, đúng không ạ? Rất là giỏi. Vậy tới bạn giảm giá 10%. Người ta có tới không các chị? Tới. Người thứ hai bạn giảm cho thêm 10% nữa là 20%. Có tới không các chị? Quán bạn không có chỗ ngồi. Cái gì hiểu cái này không ạ? Tại vì người ta biết rằng là khi họ tới đó họ dùng dịch vụ họ sẽ có tiền, và họ làm cho chính họ, họ sẽ làm. Đúng hay sai ạ? Đúng. Đúng, như ta cho nhau đàn tay à. Anh sẽ lại cuối cùng đi em. Anh sẽ lại cuối cùng đúng không ạ? Cái điều mà ngày hôm nay Thịnh đã chia sẻ, thật lòng Thịnh nói rằng là tổng giám đốc chúng ta đã chia sẻ đã hết rồi, giám đốc nhượng quyền cũng đã chứng minh tính khả thi. Và điều cuối cùng ngày hôm nay Thịnh muốn chia sẻ cho tất cả những nhà đầu tư nào muốn mua vé lên thuyền, đúng không ạ? Để chúng ta đến một cái dự án nào đó để chúng ta đầu tư và chúng ta để đỡ mất cái cơ hội, thì các chị nhớ cho Thịnh ba điều như sau. Điều thứ nhất, hãy hỏi cái người mà chia sẻ cho các chị tính khả thi của một cái dự án đó là như thế nào, được không ạ? Tính khả thi. Và cái tính khả thi đó được minh chứng qua cái vòng đời của cái sản phẩm đó. Ví dụ các chị bán một chiếc xe ô tô, bao nhiêu năm các chị bán là chiếc xe ô tô ạ? Có thể là 10 năm sau các chị bán chiếc xe ô tô, nhưng các chị uống một ly cà phê thôi, một giây trước uống một ly cà phê, giây thứ hai chị có uống được ly cà phê thứ hai không ạ? Có được không ạ? Đúng không ạ? Vòng đời ngắn không chị? Vòng đời cực kỳ ngắn. Vòng đời càng ngắn thì sao ạ? Lợi nhuận sẽ càng tăng. Cái gì hiểu không ạ? Đấy là cái khả thi của một cái dự án. Còn cái tương lai làm sao chúng ta biết được? Nhưng chúng ta phải nhìn vào cái đó để chúng ta biết rằng là cái cơ sở để chúng ta đầu tư, được không ạ? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ xem rằng là những cái phần thưởng, là những cái mà khi họ đến, giống như tôi nói rồi, đến cái quán đó họ sẽ được giảm giá như thế nào. Không biết các anh chị như thế nào, nhưng Thịnh đến một quán cà phê có gì ạ? Có view đẹp, có selfie tốt đúng không ạ? Có mọi thứ tốt đúng không ạ? Nhưng mà lại được giảm giá từ 10-30%. Hoặc là chúng ta chỉ uống rền rĩ đúng không ạ? Liên tục trong vòng 1 năm thôi, chúng ta có nguồn thu nhập từ 10-20, thậm chí là 50 triệu một tháng. Chúng ta có tới cái quán đó uống không ạ các anh chị? Đúng không ạ? Tại sao không? Why not là tại sao không? May quá, học được thêm từ why not, tiếng Anh là tại sao không? Ờ, cảm ơn chị. Dạ đấy đúng không ạ? Đó, may quá. Tiết trình cũng học được tiếng Anh đó các anh chị. Không đâu đùa. Ok các chị nhá. Rồi một tràng pháo tay đi các anh chị. Và điều cuối cùng ngày hôm nay, tâm sự thật lòng các chị, Thịnh là người con Đà Lạt, Thịnh rất lo lắng đến tất cả những cái nguồn từ rau củ, nông sản, đúng không ạ? Tất cả hoa quả, tất cả mọi thứ. Thì ngày hôm nay Thịnh và ban giám đốc đã định vị một cái đợt, sau này nó đến là một cái hệ thống chuỗi nhượng quyền. Tại quán cà phê chúng tôi sẽ tiêu thụ cà phê, là atiso, củ cà rốt, tất cả các loại củ của Đà Lạt, tất cả các loại hoa của Đà Lạt, có nghĩa là nông sản của Đà Lạt có, nó sẽ chảy dài trong cả cái hệ thống đó. Hãy tưởng tượng đi ạ, 64 tỉnh thành của chúng ta đều có tất cả các quán cà phê của DL History. Như vậy thì có phải là nông dân Đà Lạt là có đầu ra không chú? Thịnh là cái người mà ngày hôm nay Thịnh đứng nói được các anh chị là nhờ từ cái đồng tiền của người nông dân đó các anh chị. Và ba mẹ Thịnh vẫn là nông dân, và báo luôn cho các chị đó là gì? Trà tí xô tại cái quán của chúng ta là từ mẹ Thịnh cung cấp luôn, cái gì? Phát 100% luôn. Phát 100% luôn. Nếu mà Thịnh nói tí xô Thịnh là số 2 thì về phát á, thì chưa chắc là có người đặt số 1 đâu ạ. Tại vì Thịnh đã đặt cái tiêu chuẩn lên luôn cái gì để phụng sự cho cái quán này. Cái gì khủng khiếp không ạ? Và bạc mấy cái tiếng nghe anh giám đốc nhượng quyền, đúng không ạ? Nhìn cái chiến lược Thịnh đây nè, sắp tới cái quán này rong khủng khiếp vô cùng. Các chị có biết đến Đông Trùng Hạ Thảo không ạ? Bao nhiêu trong số các chị thấy rằng là Đông Trùng Hạ Thảo là rất tốt cho sức khỏe à? Đúng không ạ? À, một tràng tay cái gì? Đông Trùng Hạ Thảo có tốt sức khỏe cho chú không ạ? À, thế đã đi show phép 100% có tốt cho sức khỏe chú không ạ? Hai cái đó tụi cháu có công thức mix lại cho nó ngon. Cái một cái ly đó thì theo chú một cái ly đó chú trả giá nó bao nhiêu ạ? À? Trả tiền bao nhiêu ạ? À? À, chú cho cái giá đó vui vui thôi, không cần đúng sao?
không cần đúng sao? Một cái một ly bao nhiêu ạ? À? Giá bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu chúng? 70.000 đó mà. Một ly như vậy thì chị nghĩ rằng là giá bao nhiêu ạ? À? 70.000 đó mà. À, chị nghĩ bao nhiêu ạ? À? Cũng là 70.000. Thế nhưng mà 70.000 đó tụi Thịnh tặng miễn phí, có chịu không ạ? À? Có đến quán này uống có miễn phí đâu ạ? Nói thật lòng luôn, cái chị tới uống xong đi về cũng được, không cần uống cà phê khác đâu, không cần uống các loại khác đâu, tới uống cái ly đó xong đi về, tại đó là phi. Các chị có tới quán này không ạ? Tới không ạ? Chuẩn bị thêm ghế cho em. Chắc chắn luôn. Ủa, đông trùng hàng thảo với phép 100% ở nhà uống là ngon rồi, ở đây phi luôn, đúng không ạ? Tại sao không tới? Chú có dẫn thêm một vài người bạn già mình tới uống không ạ? À, chuẩn bị thêm ghế cho em nha, nhớ nha, chuẩn bị thêm ghế chắc chắn luôn, đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ đông. Cái gì không, nó đã có những chiến lược hết rồi, Thịnh mắc nhẹ cho cái chuyện là cái kế hoạch sắp tới Thịnh phát triển như thế nào, và quan trọng là khi quán ra đời thì cái sức phát triển của quán nó khủng khiếp như thế nào, và chắc chắn những ai nắm giữ được những cổ phần của công ty và đang trên đà phát triển cùng công ty, chắc chắn các chị đáng thu về lợi nhuận rất tốt, đúng không chú? À, lời cuối cùng là Thịnh muốn nói nhiều lắm nhưng mà sao ạ, hẹn làm sau, đồng ý không ạ? Đấy, đó, tổng giám đốc cười Thịnh kìa. Đấy, tôi rất là cảm ơn các chị đã lắng nghe, dù là nói Thịnh rất nói hơi dở nhưng mà các chị vẫn lắng nghe đến ngày hôm đến giờ này, đúng không ạ? Cảm ơn các chị, một tràng pháo tay cho Thịnh.